Liên quan vụ việc ông Thích Minh Tuệ, 43 tuổi, hành trình khất thực từ Bắc vào Nam, sau khi băng rừng để thoát khỏi dòng người đeo bám, tại khu vực đèo ngang, ranh giới giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, ngày 22 tháng 5, ông Tuệ đã đi ra từ bãi biển, tiếp tục đi về hướng Đồng Hới, Quảng Bình, để bộ hành đi về phía Nam. Trong hành trình này, một thanh niên đã từ nước Anh bay về Việt Nam để tìm gặp ông. Trong hình ảnh được đăng tải mới đây, người thanh niên này đã tìm ông Thích Minh Tuệ trò chuyện. Ông Tuệ sau đó đã trao tặng cho chàng trai chiếc bình bát khất thực của mình. Chàng trai sau đó đã đem chiếc bát đặt vào khung kính để đem ra nước ngoài. Trong bài viết được đăng tải, chàng trai cho biết sẽ đem bình bát này trở lại Anh để giới thiệu cho bạn bè chiêm bái. Được biết, thời gian qua việc nhiều người tụ tập đi theo ông Thích Minh Tuệ ở những nơi ông đi qua đã vô tình gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh. Mặc dù ông Tuệ đã lên tiếng giải thích, thế nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Mới đây nhất vào ngày 20 tháng 5, sau khi dừng nghỉ tại một gốc cây thuộc khu vực đèo ngang, ranh giới giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, ông Tuệ đã quyết định băng rừng để thoát khỏi dòng người. Ông Tuệ cho biết, ông không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa nào. Mục đích của ông không nhằm truyền tải điều gì, chỉ muốn thực hành lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Đối với ông, tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua những trắc trở, thì sẽ cảm thấy không có bất cứ trở ngại gì phía trước. Thưa quý vị, như VTC14 đã từng thông tin, nhiều năm qua trang trại chăn nuôi lợn ở xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc xả thải gây ô nhiễm môi trường, khiến hồ thủy lợi Mả Bạo rơi vào cảnh không khác gì hồ chết. Sau khi cùng phóng viên VTC14 trực tiếp bắt quả tang trang trại xả thải vào hồ thủy lợi, chính quyền địa phương đã lập biên bản, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, gần 6 tháng trôi qua, người dân sống gần hồ Mả Bạo lại tiếp tục có đơn kêu cứu gửi tới VTC14, phản ánh tình trạng ô nhiễm không hề thuyên giảm, gây thiệt hại đến diện tích trồng cấy của bà con khu vực xung quanh. Gần 6 tháng sau phản ánh của VTC14 liên quan đến việc trang trại lợn nhà ông Khang xả thải gây ô nhiễm hồ Mả Bạo và khu vực xung quanh, thì hiện tại chúng tôi ghi nhận hồ Mả Bạo vẫn trong tình trạng như thế này. Bèo tây vẫn phủ kín mặt hồ, mùi hôi thối vẫn bốc lên gây nhiễm môi trường không khí xung quanh. Và nước thải màu đen vẫn từ hồ Mả Bạo tràn ra khu vực canh tác của bà con. Đáng nói hơn, trong gần 6 tháng qua, VTC14 không hề nhận được một phản hồi nào từ chính quyền địa phương, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến xử lý vụ việc này. Vốn dĩ, hồ Mả Bạo là hồ thủy lợi tưới tiêu cho hàng nghìn hecta đất canh tác của người dân huyện Sông Lô. Thế nhưng, suốt một thời gian dài vừa qua, nơi đây lại trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Gần một sào lúa của chị Đỗ Thị Lân nằm liền kề với cửa cống của hồ thủy lợi Mả Bạo. Dù cửa cống đang ở trạng thái đóng, nhưng dòng nước này vẫn miệt mài chảy ngày đêm. Lo ngại nước bẩn ảnh hưởng đến việc canh tác, chị Lân đã che chắn bằng ni lông cẩn thận, nhưng nước ngập chân lúa vẫn mang một màu đen bất thường. Và tất nhiên, năng suất lúa cũng chẳng đáng là bao. Nhà tôi có cái diện tích đây thì cũng gần một sào, nhưng mà đấy bây giờ do người ta chăn nuôi nước thải tiếc nào thải xuống thì giờ lúa má hỏng hết, nước thải chảy trực tiếp vào ruộng của nhà tôi luôn ạ. À, là ở đầu này có một hố, ở đầu đấy có một hố chảy trực tiếp vào ruộng nhà tôi luôn, là nước đái lợn thì đen xỉ rồi, không có công. Mương nước ngay cạnh ruộng nhà chị Lân chất đầy một thứ nước màu đen đặc và hôi thối. Thời điểm ghi hình, cửa cống không mở, nhưng từ mương thủy lợi nước bẩn vẫn chảy xuống diện tích canh tác của bà con. Các chất ô nhiễm đọng lại thành từng mảng váng trên mặt ruộng, bốc mùi khó chịu. Còn đây là hình ảnh được người dân ghi lại vào ngày 11 tháng 5 năm 2024. Sau vài cơn mưa lớn, cửa cống mở khiến nước ô nhiễm từ hồ tràn xuống ruộng của dân. Nhiều diện tích lúa bị đổ dạp. Nếu trời mưa, họ xả thẳng xuống là nó rất là mùi hôi thối và kia như cái hạ lưu của thải kia là lên nó sùi những đống bọt to tướng này, chứ không phải
mà những cái màng ấy nó bám vào những cái chân cây lúa, nó rất là nhìn nó rất là khó chịu. Đáng nói hơn, đơn vị quản lý hồ thủy lợi Mã Bạo xác nhận ngày 11 tháng 5 không tiến hành mở cửa cống. Hành vi mở cửa cống là bất thường và với mục đích nào thì rất cần được làm rõ. Ngày 11 tháng 5 thì cống có được vận hành mở không? Không tưới, lúc đấy bây giờ thì không cần tưới, không cần nước nữa thì không có mở. Trước những dấu hiệu bất thường của việc vận hành cống thủy lợi, nhiều nghi vấn được đặt ra. Người dân đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc làm rõ, đồng thời tăng cường công tác quản lý để ngăn chặn nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Cần phải nói thêm, từ khi bị phát hiện về hành vi xả thải ra hồ thủy lợi, hoạt động chăn nuôi trái phép của hộ gia đình nhà ông Khang vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn tăng về quy mô. Các bể chứa nước thải, bể bioga xử lý nước thải chăn nuôi vẫn trong hiện trạng bị thủng, đọng đầy nước đen. Khi quy trình xử lý vẫn còn hời hợt như thế này, thì khó tránh nước thải tràn ra hồ thủy lợi và rồi chảy qua cửa cống hoặc rò rỉ xuống ruộng nương của người dân. Trong buổi làm việc với VTC14, ông Tạ Văn Khang, chủ của trang trại nuôi lợn làm ô nhiễm hồ thủy lợi Mã Bạo cho biết, gia đình đã xây thêm các bể chứa xử lý nước thải chăn nuôi bằng men vi sinh. Chính ông Khang cũng thừa nhận nước thải sau xử lý vẫn chưa đạt tiêu chuẩn cột B theo quy định hiện hành. Có nhiều thời điểm nước thải chưa đạt chuẩn này vẫn tràn ra môi trường. Mọi thủ tục pháp lý về điều kiện chăn nuôi, điều kiện môi trường đều chưa được thực hiện. Vậy câu hỏi đặt ra là ai là người chịu trách nhiệm trước việc một trang trại không phép, không sử dụng đất đúng mục đích, không có phương án bảo vệ môi trường, vẫn ngang nhiên hoạt động dù đã bị dư luận lên án rất gay gắt. Gần 6 tháng sau khi bị phanh phui về đường ống chôn ngầm dẫn nước thải chăn nuôi từ trang trại ra bãi rác rồi về hồ thủy lợi Mã Bạo. Đây là bể chứa nước thải mới được trang trại nhà ông Tạ Văn Khang xây dựng, cũng chính là bể xử lý cuối cùng, theo lời xác nhận của chính chủ trang trại này. Đến cuối cùng là về cái ao trước cửa, ngay cổng dọc đình đấy. Sau xử lý thì về đấy ngưng tụ xong quãi men. Quãi men xong thì mới đưa ra ngoài. Nhưng mà thực ra cái lượng nước nó cũng, nếu như không mưa thì cũng gần như là không có. Cũng dễ hiểu, thứ nước đen đặc, nổi váng, bốc mùi khó chịu này khó có thể đạt các tiêu chuẩn nước thải cột B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đáng ngại hơn, bể chứa này chỉ cách cánh đồng dọc đình một con đường nhỏ. Người dân có ruộng canh tác ở cánh đồng dọc đình này cho biết, nước thải chăn nuôi đã khiến vụ lúa này của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không mưa thì là nó không có nhiều, như lúc nào mưa là nó có rất nhiều, người ta tháo xuống rất nhiều luôn. Nước đen xì luôn, ngập hết luôn, nó tràn hết luôn, hết bờ nọ sang bờ kia luôn. Nước đấy lợn nó xuôi nhiều quá thì nó mềm cây ra, thì nó nhiều lá nó mềm cây ra thì nó mới đổ, chứ còn không thì nó cũng không đổ được. Việc chị Tình phản ánh những ngày mưa, nước thải đen tràn xuống khu vực canh tác của bà con là trùng khớp với xác nhận của ông Khang, chủ trang trại, về việc nước thải ở bể cuối của trang trại vào ngày mưa có chảy tràn ra môi trường. Nếu mà để mà nó ra suốt ngày thì không có. Phải nói câu thật sự là nó có ngay bây giờ, chẳng hạn như kiểm tra nó trực tiếp nó không có, hoặc bất kỳ lúc nào. Thế nhưng mà khi đã ngưng một ao đấy thì mình cũng lại bơm ngược lên trên đấy, trồng ngô, trồng rau, trồng cỏ cho bò. Thế trừ trường hợp như hôm nọ nó mưa, vài ngày nó mưa đấy thì nó cũng có chảy ra, chứ không tránh được. Trước những bức xúc của dư luận về tình trạng gây ô nhiễm môi trường lặp lại nhiều lần của trang trại chăn nuôi lợn nhà ông Khang, có vẻ như chính quyền địa phương xã Nhân Đạo và huyện Sông Lô vẫn bình chân như vậy. 6 tháng sau sự việc phát hiện hành vi xả thải, xã Nhân Đạo chưa hề có thông tin phản hồi đến người dân về các biện pháp xử lý với các sai phạm của trang trại này. Còn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Lô thì đưa ra nhận định khác hẳn với thực tiễn đang diễn ra. Đối với ông Tạ Xuân Khang là cũng thực hiện nghiêm các cái quy định về bảo vệ môi trường, áp dụng các cái biện pháp khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường. Thế và cái
cái môi trường xung quanh thì hiện tại cũng đã được đảm bảo và cũng không có ý kiến phản ánh của người dân về cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Chưa hề lấy mẫu nước thải sau xử lý đem đi kiểm định, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Lô đã khẳng định trang trại không còn gây ô nhiễm nữa. Liệu có quá vội vàng? Trên một cơ sở nhiều lần gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ ảnh hưởng tới một vùng canh tác rộng lớn, ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm và ô nhiễm không khí cả một vùng dân cư. Nhưng thiếu sự sát sao và quyết liệt trong quản lý, xử lý sai phạm, thì cũng chẳng khác nào việc tiếp tay cho sai phạm.